Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ngày ghé giao lưu tham khảo một siêu phẩm cẩm thị nhà mình nhé. Cây này là hàng siêu khủng luôn. Cây này đế đẹp luôn nha mình. Đế trải nổi đẹp luôn nha. Cây cực kỳ già luôn. Cây này thuộc dạng hàng hiếm nha. Cây này thì nó có tổng hoành, em đo cái chân đế này nha. Tổng hoành cái chân đế này là 500. Còn ngay cái hoành eo này nè là 210. Còn chiều cao em đo tính từ cái mặt bầu nha, mà tên mót tới cái đầu thân chính cao tên đó. Cái đầu thân chính cao tên đó là 2m8 nha. Đang nằm cái bầu ươm có chiều dài nha. Có chiều dài là 220. Rồi cái này thì nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ý coi nhà ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nhà mình. Nói chung cây này cũng thuộc dạng hàng khủng nha mình. Hàng khủng nha. Cây này đế này. Cái này về nói chung nó cũng nhạy cảm về giá cả. Tùy theo vị trí địa chỉ của cả nhà mình nữa. Để nhà vườn báo cái giá bao ship nha. Hàng này là hàng khủng VIP luôn nha mình. Cây này nuôi lâu lắm rồi. Đế này. Đế trải này. Cái này là hàng VIP nha mình. Khủng luôn nha. Cây đang rất kia là sung tốt luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha. Cây này đế gần gút luôn. Cây rất là lão nha. Nhà mình hãy xem tham khảo luôn. Cái hoành chân đế là 500 nha. Em đo phong phỏng là 500. Còn hoành eo là 210. Cao tính từ cái mặt bầu nha. Mà lên tới cái đầu thân chính đây nè nhà mình là 280 nha. Đang nằm cái bầu ươm dài nhất là 220 nha mình. Nhà mình hãy xem tham khảo luôn. Hàng cẩm thị kim cương đen nha. Cây này thuộc dạng hàng khủng nha mình. Nếu được duyên ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nha nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha.